Chị Kemper mới chào tất cả các em. Các em ơi, trước khi bước vào cái video này thì chị Kemper có hai thông báo muốn thông báo với các em. Cái thông báo thứ nhất đó chính là hôm nay là ngày cuối cùng để chúng ta tham gia mini game nha. Ngày mai chị Kemper sẽ thông báo kết quả với các em. Cách tham gia mini game thì rất là đơn giản luôn. Các em hãy vào trong phần mô tả hoặc là phần bình luận và bấm vào những đường link đó, sau đó để lại bình luận nha. Thông báo thứ hai chị Kemper muốn thông báo với các em đó chính là một tin buồn. Video này sẽ là video cuối cùng mà chị Kimber kể về SCP. Lý do đó chính là có rất là nhiều em sợ những câu chuyện SCP cho nên chị Kimber không kể nữa. Nhưng mà chúng ta cũng có một tin vui, đó chính là chị Kimber sẽ lập ra một cái channel mới. Channel này là đặc biệt là chị Kimber để dành để kể chuyện SCP cho các em. Tại vì ở trên đây chị Kimber kể thì có rất là nhiều em sẽ sợ, cho nên những em nào mà thích xem chị Kimber kể chuyện SCP thì các em có thể qua bên channel đó. Channel đó chỉ dành riêng cho SCP thôi, những bạn kia sẽ không thấy và không sợ. Còn các em thì lại có một channel mới về SCP. Yay! Ok, các em có thể tìm kiếm channel mới của chúng ta bằng cách vào trong YouTube và gõ vào mật danh SCP sẽ ra channel của chị Kimber. Còn nếu mà các em tìm kiếm không có, hoặc là chị Kimber nghĩ là cũng sẽ có một số bạn giả mạo channel này của chị Kimber, cho nên cách tốt nhất là các em hãy vào trong phần mô tả hoặc là trong phần bình luận, chị Kimber có để cái link của cái channel đó nha. Chị Kimber sẽ ghi là link channel mật danh SCP, các em chỉ cần bấm vào đó thôi là nó sẽ đưa các em qua bên channel của chị Kimber trực tiếp luôn. Khi mà các em vào trong channel mới của chúng ta thì các em đừng quên bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh nha, để khi nào mà chị Kimber ra cái video mới thì các em có thể nhận được thông báo và xem được. Tại vì chị Kimber sẽ không có một cái lịch thời khóa biểu nhất định cho cái channel đó, cho nên khi nào mà chị Kimber đăng lên các em sẽ nhận được thông báo nha. Ok các em, ngày hôm nay chị Kimber lại tiếp tục kể cho các em ba câu chuyện SCP nữa nha. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có tới 4 câu chuyện. Ở bên đây chị Kimber sẽ kể cho các em nghe ba câu chuyện cuối cùng ở bên channel này. Xong rồi các em hãy qua bên channel kia nha. Chị Kimber có kể một câu chuyện cũng khá ghê rợn đó các em, về một cái giường rất 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 là ghê mà các em sẽ không bao giờ muốn nằm trên cái giường đó. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ba câu chuyện này thôi. Let's go. Các em ơi, chị Kimber sẽ nhắc lại cho những em chưa biết, đó chính là tổ chức SCP là một tổ chức bí mật đa quốc gia chuyên nghiên cứu về những sinh vật, hiện vật, sự vật, những hiện tượng, nói chung là tất cả những gì mà khoa học chưa thể giải thích được. Câu chuyện SCP đầu tiên mà chị Kimber sẽ kể cho các em ngày hôm nay đó là SCP-093. SCP-093 là một cái đĩa nhạc đó các em. Bây giờ không biết các em còn dùng đĩa nhạc hay không, nhưng mà thời của chị Kimber là dùng đĩa nhạc rất là nhiều. Cái đĩa nhạc này thì là màu đỏ. Các em ơi, khi mà tổ chức SCP nghiên cứu về cái đĩa nhạc này đó thì người ta thấy là những cái chất để cấu tạo ra cái đĩa nhạc này thì người ta tìm kiếm được ở trong những cái con bướm đêm ở bên châu Âu đó các em. Không biết là các em có biết về những con bướm này hay không, mà chị Kimber rất là sợ bướm luôn, không biết các em có sợ hay không ha. Chị Kimber vô cùng sợ bướm luôn, tại vì cái mình của nó là một con sâu các em. Cái cánh của nó thì cũng đẹp, nhưng mà chị Kimber rất là sợ, tại vì cái mình là con sâu. Chị Kimber rất là sợ con sâu. Các em cứ nghĩ là các em sợ một cái con vật nào đó mà cái con vật đó nó lại mọc được thêm cái cánh nữa thì nó có thể bay rất là nhanh tới mình, cho nên chị Kimber rất là sợ. Các em sợ nhất là con gì, các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Ví dụ các em sợ nhất con chuột mà tự nhiên con chuột nó lại có cánh, hay là các em sợ con rắn mà con rắn lại có cánh nữa. Hay là cái con gián cánh đó các em, trời ơi nó vừa ghê mà nó vừa bò rất là nhanh mà nó còn có cánh nữa chứ, thật là ghê hả các em. Trên cái đĩa nhạc này đó thì nó có khắc những cái ký tự rất là lạ. Những cái ký tự này nó khắc cũng khá sâu, khoảng 0.5 cm đó các em. Các em biết là cái đĩa nhạc bình thường của chúng ta nó đâu có dày như vậy đâu, nhưng mà cái đĩa này nó rất là dày luôn, và có những cái ký tự thì khoảng 1 cm luôn á các em. Và những cái ký tự này thì có ý nghĩa gì chúng ta cũng không có biết, và tổ chức SCP cũng không có biết
cái nghĩa của những cái ký tự này nữa. SCP-093 có đường kính là 7.62cm, nó nằm trọn trong lòng bàn tay của chúng ta luôn các em. Các em thấy là những cái đĩa nhạc bình thường nếu mà mình không có cẩn thận thì nó sẽ bị chày xước, nhưng mà cái đĩa nhạc này thì không nha các em, nó không có hề bị chày xước, mặc dù chúng ta có cào nó cũng không có bị chày xước đâu. Một điều mà làm cho SCP-093 này rất là đặc biệt đó chính là nó có thể thay đổi màu sắc tùy vào cái người mà cầm cái đĩa này lên đó các em. Ví dụ như chị Kimber cầm lên thì có thể là nó sẽ đổi thành màu xanh, còn các em cầm lên nó sẽ thành màu đỏ hay là gì đó. Tùy theo, nó không có phải tùy theo cái tâm trạng của người cầm lên hay là cái nhiệt độ của người cầm lên, mà nó tùy theo cái quá khứ của người cầm lên đó các em. Chị Kimber cho ví dụ nha, ví dụ như là có một người nào đó ở quá khứ của họ có một cái sai lầm gì đó mà họ rất là hối hận, họ muốn quay trở về để sửa cái lỗi lầm đó, thì khi mà người ta cầm cái đĩa này lên thì nó sẽ thay đổi thành một cái màu sắc rất là lạ luôn các em. Chị Kimber muốn biết là các em có điều gì mà trong quá khứ các em hối hận hay không, các em hãy cho chị Kimber và những bạn khác cùng biết với nha. SCP-093 phải luôn luôn được đặt ở trên một tấm gương và phải luôn có máy quay phim đặt và theo dõi 24/7 giờ. Nếu mà có bất cứ nhân viên nào muốn vào làm việc và tiếp xúc với SCP-093 thì những nhân viên này phải lên kế hoạch rất là kỹ, phải mang theo máy quay phim và phải lập ra một kế hoạch, có nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp thì phải thoát hiểm như thế nào. SCP-093 lúc nào cũng phải được nằm trên cái tấm gương đó. Nếu mà có một nhân viên nào của tổ chức SCP mà dời cái SCP-093 ra khỏi cái phòng hoặc là ra khỏi cái tấm gương đó thì sẽ bị trừng phạt rất là nặng và có thể là bị đuổi việc ở khỏi tổ chức SCP luôn. Chị Kimber nói đến đây là các em cũng có suy nghĩ là tại sao cái đĩa nhạc này nó lại nguy hiểm phải không nè. Cái đĩa nhạc này đó các em, chị Kimber thấy nó rất là khó tính luôn, tại vì nó phải luôn luôn được nằm ở trên cái tấm gương. Nếu mà nó không nằm trên cái tấm gương thì nó phải nằm trong lòng bàn tay của ai đó. Nếu mà có một ai mà cầm cái đĩa nhạc này lên mà không cầm nữa mà lại để nó xuống cái chỗ nào đó thì cái đĩa nhạc này nó sẽ lập tức chạy xung quanh cái phòng và nó sẽ tìm kiếm một cái gì đó giống cái tấm gương nhất để nó ngồi lên. Trong trường hợp nếu mà nó không có tìm thấy cái vật nào hay là có một ai đứng cản đường thì nó sẽ cán qua luôn á các em. Các em biết là cái đĩa nhạc nó đâu phải là không có nguy hiểm đâu, nó rất là bén ở cái cạnh xung quanh đó các em. Nếu mà nó chạy xuyên qua chúng ta thì chúng ta chắc chắn là sẽ bị thương đó. Ok em ơi, một điều vô cùng thú vị về SCP-093 đó chính là khi mà có một ai đó cầm cái đĩa nhạc này thì người đó có thể đi xuyên qua cái tấm gương luôn các em, và người đó có thể đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn. Trời ơi, chị Kimber muốn có cái đĩa nhạc này quá. Chúng ta sẽ có thể đi du lịch mà không cần tốn tiền máy bay luôn các em ha. Nếu mà chị Kimber muốn về Việt Nam thăm các em, chị Kimber sẽ cầm cái đĩa nhạc này lên và suy nghĩ là yeah, mình muốn về Việt Nam, và chị Kimber sẽ đi xuyên qua cái tấm gương đó và chị Kimber sẽ có mặt tại Việt Nam rất là nhanh và không cần ngồi máy bay. Nếu mà các em có cái đĩa nhạc này thì các em sẽ muốn đi đâu, các em hãy để comment ở dưới cho chị Kimber biết nha. Chị Kimber nghĩ là nếu mà lỡ khi mà mình thức dậy trễ đó các em, lúc mà mình đi học á mà mình thức dậy trễ thì mình có thể cầm cái đĩa nhạc này lên và mình suy nghĩ là đến trường ngay lập tức, và chúng ta đi xuyên qua cái tấm gương đó và chúng ta sẽ có mặt ở trường ngay lập tức. Ok các em, và bây giờ chúng ta sẽ đến với SCP kế tiếp, đó chính là SCP-002. SCP-002 là một cục bướu khổng lồ luôn. Cục bướu này có kích thước là 60 mét khối. Ở bên một bên của cái cục bướu này đó các em sẽ có một cái cánh cửa sắt dẫn vào ở bên trong cục bướu này. Ok em ơi, có một điều vô cùng thú vị, đó chính là trong cái căn phòng này có một cái cánh cửa sổ rất là to luôn. Các em biết là khi mà có một cái ngôi nhà nào đó mà có cánh cửa sổ to như vậy thì khi mà mình ở bên ngoài thì mình nhìn vào cái ngôi nhà đó thì mình biết là ô, cái nhà này có cái cửa sổ to như thế này. Nhưng mà cái chung cư này ngộ lắm các em,
Khi mà chúng ta ở bên ngoài á, thì chúng ta nhìn vào không có thấy một cánh cửa sổ nào cả, chỉ thấy tường, ở xung quanh chỉ toàn là tường thôi, không có cái gì khác cả, không có cửa sổ nào cả. Tổ chức SCP đã đi vòng 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 cái chung cư đó luôn, nhưng mà không thấy cái cánh cửa sổ nào cả các em. Chỉ khi nào mà đi vào bên trong á, thì mới là thấy một cánh cửa sổ, mà cánh cửa sổ lại to như vậy. Vậy cái bơ cũng không biết sao mà khi mà ở ngoài thì lại không thấy, mà khi mà vào trong thì mới thấy. Cái căn phòng chung cư này nó có đầy đủ tiện nghi hết luôn, như là bàn, ghế, tủ. Nhưng mà một điều vô cùng kinh dị đó chính là khi mà các em nhìn kỹ vào thì những cái đồ vật này được làm từ những bộ phận, những cơ thể của con người đó các em. Ví dụ như là tóc, tóc mà kết chùm lại thế này nè các em, rồi tạo ra cái ghế, hay là xương của người, da, thịt người. Nói chung thì rất rất là ghê luôn các em. Và chị Kim Bơ ví dụ nha, là một cái ghế thì làm từ một cái người khác nhau, cái bàn thì làm từ người này, cái ghế thì làm từ người này, cái tủ thì làm từ người kia. Tại vì tổ chức SCP người ta có lấy cái ghế và cái bàn, nói chung là những cái thứ đó mà người ta nghiên cứu. Và những cái người, những cái bộ phận cơ thể này không có đến từ một người nhất định, mà đến từ rất là nhiều người đó các em, ghê quá. Các em ơi, các em có biết tại sao hay không? Chị Kimber đọc tới đây, chị Kimber cũng không biết tại sao. Chẳng lẽ có một người nào đó mà bắt người ta rồi làm thành những cái ghế, những cái tủ như vậy sao? Như vậy thì rất rất là ác và rất là ghê luôn các em ha. Các em có suy nghĩ gì hay là có giải thích gì thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết. Tại vì cái khúc này là chị Kimber không hiểu tại sao lại là như vậy luôn. SCP-002 được liệt kê vào một trong những SCP cũng khá nguy hiểm. SCP-002 luôn phải được kết nối với cái nguồn điện, giống như là chúng ta sạc điện thoại của chúng ta vậy đó các em. Trong trường hợp mà mất điện thì tổ chức SCP phải dùng một cái vật cản nào đó để tách cái cục bướu này ra khỏi cái khu vực làm việc của tổ chức SCP, và phải giải tán khu vực làm việc ngay lập tức luôn các em. Sau khi có điện lại thì nhân viên SCP sẽ chụp hình X-quang và dùng tia cực tím để kiểm tra khu vực làm việc đến khi mà cục bướu được sạc pin trở lại đó các em. Các em ơi, thật là ngộ quá đi các em ha. Cái cục bướu này thì nó giống y như là cái cục bướu trên cơ thể con người của chúng ta, có da, thịt, máu đầy đủ hết, nhưng mà nó lại giống như một cỗ máy gì đó, nó phải được sạc pin liên tục luôn. Nhưng mà chị Kimber nghĩ là khi mà cái cục bướu này nó bị mất điện đó các em, thì nó sẽ truyền bệnh cho tất cả những người xung quanh đó. Cho nên khi mà mất điện thì tổ chức SCP phải chụp hình X-quang cho tất cả những vật ở xung quanh, là để coi nó có bị nhiễm bệnh hay không ha. Các em nghĩ, chị Kimber nghĩ như vậy như thế nào? Các em có giải thích gì khác hay không? Nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Khi tiếp xúc gần khoảng cách 20m với SCP-002 thì mỗi đội nhân viên phải có 2 người trở lên. Những người trong đội phải luôn chú ý đến nhau vì SCP-002 có thể làm cho bất cứ ai bị hoa mắt và gây ra ảo giác. Những nhân viên dưới cấp 3 không được phép tiếp xúc với SCP-002. Bất cứ người nào khi tiếp xúc với SCP-002 thì phải bỏ hết chức vụ trong khoảng thời gian tiếp xúc với nó. Có nghĩa là những nhân viên nắm một số quyền chức cấp cao tổ chức SCP sợ là những người này khi vào trong đó sẽ bị SCP-002 thôi miên, và họ sẽ làm ra những chuyện điên rồ. Cho nên tổ chức SCP đã tước hết chức quyền của họ khi vào trong đó đó các em. Khi mà ra thì kiểm tra cho họ xong rồi mới trao chức quyền lại cho họ được. Sau khi tiếp xúc với SCP-002 thì những nhân viên này sẽ được chuyển đến khu vực cách đó 5 km và sẽ được theo dõi sức khỏe và tâm lý trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Nếu qua được sự theo dõi này thì họ sẽ được phục hồi chức vụ và trở lại làm việc bình thường. Các em ơi, các em nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà những cái nhân viên mà tiếp xúc với cục bướu này xong mà người ta phát hiện những nhân viên này bị mang mầm móng bệnh các em? Thì Kemper không biết là tổ chức SCP sẽ nhốt những người này, sẽ giam giữ những người này, hay là có thể là sẽ giết những người này các em nhỉ? Các em ơi, cho đến thời điểm hiện nay thì SCP-002 đã làm cho 7 nhân viên của tổ chức SCP biến mất. Chị Kemper đọc tới đây thì chị Kemper có một câu hỏi rất là lớn, đó chính là không biết là SCP-002 làm cho 7 nhân viên này biến mất, hay là 7 nhân viên này bị truyền bệnh xong rồi tổ chức SCP
nhốt những người này lại các em, rồi nói những người này biến mất. SCP-002 cũng đã tự trang trí cho mình bằng hai cây đèn ngủ, một tấm thảm, một cái tivi, một máy nghe nhạc, một cái ghế dựa, ba quyển sách với các ngôn ngữ khác nhau, bốn món đồ chơi trẻ em và một cái cây hoa nhỏ. Tổ chức SCP đã làm thí nghiệm cục bướu này với những cái con vật, những sinh vật khác nhau, nhưng mà cục bướu này nó không có hứng thú, nó chỉ có hứng thú với người thôi các em. Có một thiên thạch ngoài không gian đã rơi xuống trái đất và tạo ra một cái hố nhỏ ở Bồ Đào Nha, và SCP-002 đã được phát hiện ra ở đó. Do cuộc va chạm mạnh nên vỏ bên ngoài của SCP-002 đã bị vỡ ra. Các em thấy không, ngoài không gian có những thứ thật là ghê. Nếu mà SCP-002 đã rơi xuống trái đất thì không biết là có bao nhiêu SCP khác cũng từ trên không gian ra ha các em. Một người nông dân đã phát hiện ra nó và đã nói với tộc trưởng ở đó. Một nhân viên SCP cấp độ 4 đã được đến khu vực nơi mà SCP-002 rơi xuống khi chiếc máy của anh ta đo được một nguồn điện lực nhỏ phát ra ở đó. Khi SCP-002 được phát hiện ra thì tổ chức SCP đã cử một đội thu thập với sự dẫn đầu của đại tướng Mohsen. Đội thu thập SCP đã thu thập SCP-002 vào một cái thùng rất rất là to và bắt đầu những thí nghiệm đơn giản ngay tại ngôi làng nhỏ phía bắc Bồ Đào Nha, nơi mà SCP-002 rơi xuống đó các em. Ba nhân viên đầu tiên khi tiếp xúc với cục bướu thì đã bị biến mất khi phát hiện ra sự việc này, thì đại tướng Mohsen đã ra một lệnh có tên là lệnh tiêu diệt cấp 4A. Các em ơi, các em có biết cái lệnh đó là lệnh gì không? Đó chính là bất cứ những người nào ở trong ngôi làng này mà chứng kiến và biết được về SCP-002 thì phải bị tiêu diệt hết. Các em thấy có tội nghiệp hay không? Những người nông dân mà đã phát hiện ra SCP-002 đã bị giết chết hết đó các em. Các em ơi, các em có thấy ghê không? Khi mà nếu mà người thường mình mà gặp một cái con SCP nào thì đó cũng là một điều rất là ghê và rất là nguy hiểm. Mình chưa bị cái con SCP nó giết thì mình đã bị tổ chức SCP tiêu diệt rồi. Chị Kemper nghĩ là tổ chức SCP làm như vậy là tại vì tổ chức SCP không có muốn cái tin về bất cứ SCP nào bị lan truyền ra ngoài, tại vì khi mà những cái chuyện này mà có nhiều người biết quá thì sẽ làm cho thế giới này loạn lên luôn các em, tại vì người ta thấy sợ quá thì tất cả sẽ loạn lên. Trong quá trình chuyển SCP-002 về khu vực SCP thì bốn nhân viên an ninh SCP đã bị lôi cuốn vào bên trong cục bướu và họ cũng đã biến mất. Các em ơi, đọc tới đây thì chị Kemper mới suy nghĩ ra, các em nhớ là những cái đồ vật ở trong cái căn phòng đó hay không? Bây giờ chị Kemper mới suy nghĩ ra là những cái người nhân viên của tổ chức SCP mà bị cái cục bướu này nó bắt vào trong đó, thì chị Kemper nghĩ là cái cục bướu này nó đã dùng những cái người đó để làm ra những cái đồ vật trang trí ở trong căn phòng này đó các em. Đại tướng Mohsen đã ra lệnh cho nhân viên khoa học làm ra rất là nhiều bộ đồng phục chống vật chất nguy hiểm loại 3 để các nhân viên SCP mặc vào khi mà vận chuyển SCP-002 lên một con tàu lớn để trở về ở khu vực kiểm soát của SCP. Các em ơi, không biết điều gì đã xảy ra với đại tướng Mohsen mà ông ta, hay là ông ta đã làm sai một điều gì đó mà đã bị tổ chức SCP cắt chức luôn và ông ta không có được làm việc với SCP-002 nữa, và bây giờ SCP-002 đang được giam giữ đó các em. Các em ơi, các em hãy để bình luận ở dưới cho chị Kimber biết là các em nghĩ tại sao đại tướng Mohsen lại bị cắt chức nè. Ok các em, và bây giờ chúng ta sẽ đến với SCP cuối cùng, đó chính là SCP mang số báo danh 2875. Các em có nhớ là chị Kimber một vài tuần trước chị Kimber có kể cho các em nghe về SCP 101048 hay không? Đó chính là một cái con gấu mà nó có thể tạo ra nhiều phiên bản của nó và nó rất là độc ác và rất là ghê luôn các em. Nhưng mà SCP-2875 này thì cũng là gấu nhưng mà không phải là gấu độc ác như vậy đâu. SCP-2875 không phải là một con gấu mà là một hiện tượng. Hiện tượng này diễn ra ở một con phố nhỏ ở tiểu bang Wisconsin của Mỹ. Chị Kimber đang ở tiểu bang Minnesota. Tiểu bang Wisconsin nó ở rất là gần cạnh tiểu bang của chị Kimber ở luôn. Cứ mỗi 3 ngày vào lúc 12 giờ trưa
thì sẽ có khoảng 50 đến 100 con gấu xám Bắc Mỹ xuất hiện khắp cái con phố nhỏ này luôn các em. Các em ơi, những con gấu này thì không có một sức mạnh hay là một tốc độ phi thường nào cả, nó chỉ là những cái con gấu bình thường thôi. Cái hiện tượng này cứ chồng chất lên nhau, có nghĩa là mỗi 3 ngày chúng đều xuất hiện cho đến khi con phố này toàn là gấu thôi. Tổ chức SCP cảm thấy những con gấu này cứ xuất hiện mãi thì sẽ xảy ra hiện tượng đông dân, không phải đông dân người mà là đông dân gấu đó các em. Cho nên tổ chức SCP đã làm việc rất là cấp bách để chuyển những con gấu này đi nơi khác. Cho đến thời điểm hiện nay, cách tiện lợi nhất để kiềm chế và quản lý SCP-2875 là dùng một loại súng bắn thuốc ngủ và một loại kim loại để chích vào não của SCP-2875 để cho chúng bị chấn thương để dễ kiềm chế đó các em. Các em ơi, chị Kimber thấy việc mà làm cho những con gấu này chấn thương để mà quản lý cho nó dễ thì chị Kimber thấy nó không có nhân đạo hả các em, nhưng mà các em biết là gấu là một loài động vật mà rất là mạnh, những con gấu thường thôi nha các em thì cũng rất là mạnh luôn và rất là khó kiềm chế, cho nên tổ chức SCP mới là làm cho chúng nó bị trọng thương. Nhưng mà chị Kimber thấy như vậy thì cũng không có tốt. Nhưng mà chị Kimber nghĩ là tổ chức SCP đã tính trước rồi, nếu mà không làm cho những con gấu này bị thương thì có lẽ nó sẽ tạo nên rất rất là nhiều những cái con gấu khác, và càng ngày thì nó sẽ lại càng đông hơn, và đến một ngày nào đó thì nếu mà nó thoát ra khỏi một lần luôn thì chắc chắn là nó sẽ làm cho rất là nhiều người bị thương đó các em. SCP-2875 được phát hiện ra khi đội ngăn chặn của tổ chức SCP phát hiện có rất là nhiều báo cáo về việc mất tích của rất là nhiều người trong con phố này. Khi đến nơi thì mọi chuyện rất rõ ràng là SCP-2875 là lý do làm cho nhiều người bị mất tích. Đầu tiên thì tổ chức SCP đã tính là sẽ chuyển những cái con gấu này ra khỏi thành phố và đến một cái nơi khác, khi mà nhận ra là cứ mỗi 3 ngày thì có khoảng 50 cho đến 100 con gấu khác xuất hiện thì tổ chức SCP mới lập ra một kế hoạch ngăn chặn khác đó các em. Một căn cứ khoảng 2 km đã được lập ra ngay giữa thành phố để làm nơi giam giữ và xử lý SCP-2875. Chỉ có nhân viên của tổ chức SCP mới là được vào cái nơi này thôi. Các em ơi, không biết là những con gấu này ở đâu mà xuất hiện nhiều quá nhiều như vậy hả các em? Nếu mà những cái con gấu sinh sản thì không thể nào mà cứ mỗi 3 ngày thì lại có 50 đến 100 con, mà không phải gấu con mà là những cái con gấu lớn đó các em. Nếu mà được sinh ra thì phải có thời gian để lớn lớn từ từ lên, nhưng mà cái này thì không, cho nên rất là ngộ. Không biết khi nào tổ chức SCP mới là điều tra ra là những cái con gấu này nó đến từ đâu hả các em. Các em ơi, các em có nhớ về SCP-1048 không? SCP-1048 có khả năng là nhân đôi cơ thể mình và tạo ra nhiều cái con gấu bông khác. Nhưng mà những cái con gấu này là những con gấu thiệt mà các em ha. Wow, chị Kimber cũng không biết nữa. Tại vì cái câu chuyện chị Kimber kể kỳ trước là SCP-1048 có khả năng nhân đôi cơ thể mình rồi tạo ra nhiều những cái con gấu bông khác, nhưng mà tổ chức SCP đã bị lạc mất cái con gấu bông đó rồi, không biết ai đang là người giữ nó hay là nó đang ở chỗ nào đó. Chị Kimber không biết là có phải cái chuyện này là do SCP-1048 làm ra hay không. Các em có suy nghĩ gì hay là các em có lời giải thích gì thì các em hãy để dưới bình luận cho chị Kimber và các bạn khác cùng biết với nha. Ok các em, ba câu chuyện SCP của chị Kimber ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà các em thích chị Kimber kể chuyện SCP thì các em đừng quên cho video này một like thật to nha. Và các em cũng đừng quên vào trong phần bình luận để tham gia mini game, vì ngày mai chị Kimber sẽ thông báo kết quả cho các em nhớ đón xem nha. Ok các em, và các em đừng quên một điều quan trọng, những em mà thích chuyện SCP thì các em hãy vào trong phần mô tả hoặc là trong phần bình luận và các em kéo xuống hết ở dưới cuối cùng luôn, ở dưới những đường link luôn á các em. Chị Kimber sẽ để đường link dẫn qua bên channel mới của chúng ta, có tên gọi là mật danh SCP. Các em nhớ vào trong đó bấm nút like, bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh nha, để mỗi khi chị Kimber ra một video nào thì các em có thông báo. Và ở bên đó chị Kimber đã có đăng một video rồi. Cái này chị Kimber kể một câu chuyện SCP.
CP đầu tiên cho các em nhớ qua bên đó xem nha. Ok, chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye. Ô quên, hẹn gặp lại các em ở bên đó. Không có bye bye, hẹn gặp lại các em nha.